đoạt 3 giải phụ, Diệu Thảo dừng chân ở top 11 Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2023. Chặng đường thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2023 tại Thái Lan của Diệu Thảo đã khép lại với vị trí top 11 chung cuộc. Ở ngày 24 tháng 6 tại Thái Lan, Diệu Thảo và hơn 20 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế Miss International Queen 2023 đã bước vào đêm thi chung kết. Trải qua phần thi trang phục dạ hội, đại diện Việt Nam, Nguyễn Hà Diệu Thảo được gọi vào top 11. Sau đó, cô tiếp tục tranh tài ở phần thi trang phục áo tắm. Dù đã có màn thể hiện xuất sắc nhưng Diệu Thảo đành dừng lại ở top 11 chung cuộc. Trong đêm chung kết, Diệu Thảo đã khiến người hâm mộ nhan sắc Việt tự hào. Qua các phần tranh tài, người đẹp Việt Nam luôn thể hiện tròn trịa và thuộc top nổi trội trong cuộc thi. Bên cạnh đó, nhan sắc sáng bừng và thần thái cuốn hút của Diệu Thảo khiến nhiều khán giả phải khen ngợi. Dù đã nỗ lực không ngừng nhưng cuối cùng Diệu Thảo chỉ dừng chân ở top 11, kết quả này phần nào khiến người hâm mộ tiếc nuối cho người đẹp đến từ Việt Nam. Ngoài ra, trong đêm chung kết, Diệu Thảo cũng đã xuất sắc mang về các giải thưởng phụ như Best National Costume, Most Popular Vote.